Trời đất ơi, siêu phẩm chiến game đây, mẫu iPhone quốc dân ha. Cửa hàng Smart Mobile xin chào, hôm nay em lại về được rồi. Về quá trời màu hot luôn. Đây là con màu gold ha, màu này thì cực kỳ là đẹp luôn rồi ha. Đó, em về được rất là nhiều hàng ha. Thì anh chị nào mà mình đang phân vân con này chơi game ngon không thì đây, em test game luôn nè. Đó, Liên Quân Mobile nha. Nè, FPS lên tới 64-65 luôn nè, kinh khủng thiệt chứ. Con máy này giá nó rẻ, mà quan trọng là bên em là máy zin, máy quốc tế ha. Đó, mà chiến game nó rất là ngon nè, anh chị thấy không? FPS lúc nào cũng ổn định hết. Nè, em đang chơi con Lữ Bố nè. Đó, chơi cực kỳ là mượt mà luôn nha. Thì máy bên em là đã test full hết rồi. Đây là iPhone quốc tế ha. Con này là iPhone 8 Plus. Về đầy đủ hết nè. Nhớ rất là nhiều hàng cho mọi người luôn ha. Anh chị nào mà đang hỏi em con này mấy hôm nay mà đợt vừa rồi em chưa có hàng đấy, thì anh chị nè nhắn tin lại cho em nha. Đó, hôm nay em lại về hàng nữa rồi đó. Đó, chơi game rất là mượt luôn. Wow, cực kỳ ngon luôn ha. Nè, con này là chiến game phải gọi là vô tư luôn rồi đó nha. Rồi, thì chức năng thì quá là ngon rồi. Thiết kế thì con này được thiết kế hai mặt kính sang trọng ha. Được trang bị cảm biến vân tay ở giữa nè. Đây, em test vân tay cho mọi người luôn ha. Đó, mình vào Touch ID nè, thêm dấu vân tay nè. Đó, mình chỉ cần để vô thôi nè. Đó là có vân tay ha. Con này vân tay cảm ứng lực siêu nhạy luôn nha. Đó, anh chị thấy không nè. Em chỉ để mấy cái thôi là full rồi đó. Rất là ngon luôn nha. Rồi, thì con này là có cảm ứng lực, bởi vậy cái nút này là nút cảm ứng ha, anh chị nhấn trên những dòng nó rất là khác biệt luôn ha. Còn nói về iPhone thì anh chị biết rồi, đây nè, một hệ điều hành siêu mượt. Đó, bấm vào là phản hồi, bấm vào là phản hồi, nó cứ mượt hoài như vậy. Nè, lướt web đọc báo nè. Đó, giá nó có quá rẻ luôn rồi mà con này thực sự nó rất là ngon luôn á. Đây là con máy đáng mua nhất của dòng iPhone bên em luôn ha. Đây, iPhone 8 Plus nè. Đó, máy quốc tế nha. Nè, iPhone 8 Plus nè. Màu này là màu đẹp nè, anh chị thấy không? Đó, màu vàng gold ha. Màu này là xài rất là ngon luôn nha. Đây, iPhone 8 Plus nè. Rồi ha, thì nói đến thiết kế thì đây là một thiết kế sang trọng của nhà iPhone rồi ha. Nè, thiết kế hai mặt chính nè, được phủ cường lực đằng trước nè, và đặc biệt được trang bị camera kép đằng sau luôn nha. Camera thì quá là sang trọng rồi, màu sắc chân thực. Thì nói đến camera thì thôi, mở camera test luôn nha. Đây, camera đây. Mở camera test luôn nè, bấm là chụp nè. Đó, anh chị thấy không? Wow, hình ảnh nó rất bắt nét rất là nhanh luôn, mà màu cho ra cực kỳ chân thật luôn. Anh chị thấy không này, so sánh ở trong và ở ngoài hình y chang nhau luôn nha, không khác gì hết luôn á. Rồi, thì con này được trang bị màn hình 5.5 inch, đặc biệt là trang bị tấm nền LED Retina ha, rất là chân thật luôn nha. Bởi vậy ai trong tầm giá thì con này nó đánh bại hết tất cả các đối thủ luôn nha. Thiết kế thì quá là sang trọng rồi, tới bây giờ con này vẫn là thiết kế quá là ngon lành luôn ha. Nè, thiết kế hai mặt kính nè, cầm trên tay rất là gọn nhẹ luôn ha. Wow, loa thì được trang bị loa kép. Rồi, mở loa, mở nhạc cho mọi người nghe luôn ha. Con này nhạc nghe rất là chất luôn nha. Đây, em mở nhạc cho mọi người nghe nha. Đó, hệ điều hành nó thì cực kỳ là mượt mà rồi. Đó, nè anh chị thấy không nè. Và đặc biệt, dòng iPhone thì chắc chắn là lúc nào cũng có một cái nút ha. Đây nè, cái nút là nút gạt rung nè. Mình chỉ cần gạt xuống là tắt chuông ha. Cực kỳ ngon luôn, rất là tiện ha. Anh chị không cần phải bấm thao tác nhiều hết, mà chỉ gạt cuốn xuống thôi là qua chế độ rung ha. Rồi, em mời anh chị trải nghiệm một ít loa con này ha. Con này là loa kép nha, có chế độ stereo nha. Đây, wow, anh chị thấy không? Đó, loa trên và loa dưới ha. Đây, loa nghe rất là hay luôn. Rồi, YouTube nhạc ok rồi, từ bây giờ lướt TikTok luôn ha. TikTok thì siêu mượt rồi nè. Đó, em có tải sẵn nè anh chị thấy không? Nè coi. Lướt quá mượt mà luôn á, dường như nó không có độ trễ luôn. Đây. Những con trong tầm giá đấy là mình lướt TikTok nó sẽ bị khựng, sau đó 1 2 giây sau nó phát âm thanh, nhưng mà iPhone anh chị thấy không? Siêu mượt mà. Đây. Đây. Lướt qua là mượt mà. Cực mượt mà luôn ha. Rồi, thì con này là máy iPhone 8 Plus bên em ha. Máy thì em test full hết chức năng rồi, về mình chỉ sử dụng thôi. Lỗi là em đổi cho mình con khác. Bên em thì bán tại cửa hàng ha, cho mọi người yên tâm. Anh chị nào gần thì mình đến mình test trực tiếp ha. Còn xa thì em có hỗ trợ ship code và trả góp đầy đủ hết ha. Ship code thì mình được kiểm tra máy, test máy ok hết rồi mình mới thanh toán nha anh chị. Thì hôm nay cửa hàng em về được rất là nhiều mẫu 8 Plus, máy quốc tế, màu gold, màu đẹp nhất của dòng này luôn ha. Đây, thiết kế cầm sang trọng nè, cầm rất là sang tay, màn hình to 5.5 inch mà. Đó, bởi vậy con này nó ngon lắm. Anh chị là mình đang tìm một con máy giá rẻ, mà đặc biệt là dòng iPhone, mà quan trọng là thiết kế nó phải sang trọng, xài nó mượt mà, thì anh chị lấy cho em con này ha. Thì về hình thức ship code thì mình được kiểm tra máy, test máy ok hết rồi mình mới thanh toán nha. Đây anh chị thấy không, xem video trên con màn
LED Retina này quá là chân thật luôn đó. Nhìn con vẹt mà y chang mình nhìn ở ngoài đời luôn á, thật sự luôn. Thì bây giờ em có hỗ trợ trả góp ha, anh chị ở xa hay ở gần gì góp đều được hết. Ở xa thì mình góp qua thẻ tín dụng Visa 0% lãi suất, ở gần thì cũng có thể góp qua thẻ tín dụng hoặc là căn cước công dân. Đấy, bên em là cửa hàng uy tín cho mọi người yên tâm ha. Thì bên em đang có chương trình thâu cũ đổi mới, anh chị nào mà đang có máy hư máy bể máy vỡ nè, mình thấy con này không đó, màu vàng gold quá là đẹp luôn. Máy hư máy bể máy vỡ qua em thâu lại giá tốt, mình lên đời con iPhone 8 Plus quốc tế này ha. Anh chị nào mà có nhu cầu mình nhắn tin gọi điện cho em ha, địa chỉ thì lúc nào em cũng có trên màn hình hết. Đây địa chỉ cửa hàng bên em nè, lúc nào cũng có trên màn hình hết. Anh chị nào mà gần qua test trực tiếp luôn cho em nha. Bên em là chuyên các dòng Samsung, Oppo, iPhone, LG, hỗ trợ trả góp, ship code toàn quốc, bảo hành đầy đủ hết nha. Và đặc biệt có thu cũ đổi mới. Anh chị nào mình quan tâm những dòng iPhone giá rẻ chiến game ngon như con này em vừa chiến game thì mình nhắn tin gọi điện qua cho em nha. Rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.